trời của chú chị nha. Rảnh rỗi có cái đầu này. Cái này là em xịt sơ hết bên ngoài rồi em đổ xăng vô nó nổ luôn. Nhớt ra luôn này. Nhớt ra làm luôn nha. Chú còn đẹp nha. Nhớt ra làm luôn. Đấy. Xịt bộ đồ đẹp. Này nổ. Này nổ luôn. Này không có làm sức luôn. Này là em làm nổ, nói chung là cũng cái chỉnh sơ thôi. Anh em về tự can chỉnh, này em bán giá như giá cứu dọn đó là. Anh em về tự can chỉnh thêm lâm xích vào. Còn nếu mà anh em muốn thêm lâm xích thì em thêm cho. Thì cái đầu này nó cũng cơ bản là nó cũng đã nổ rồi. Thì đầu máy này nó đủ đồ nha. Nó còn đẹp lắm mọi người. Con Sony B320 đẹp. Đẹp thì mà nó đẹp nha. Này em để cái đầu này cho 1 triệu, 1,2 triệu nha. Đấy. Còn nếu mà anh chị mà muốn lấy thêm bộ lâm xích thì em sẽ lắp cho bộ lâm xích bãi 300.000 nữa nha, thêm 300.000 bộ lâm xích bãi. Nói chung là lam này lam nhông thôi chứ không có lam trượt đâu nha mọi người. Thì xích tóc chứ mà xích nó còn dùng được chứ không phải là xích nó mòn hết đâu. Xích thì bèo bèo phải 60-70% trở lên chứ không có phải xích còn 30-40% đâu. Đó. Nha. Mấy con này nó xài xích 91, xích chung, xích 91. Cái đầu này 1,2 triệu nha. Đấy, cơ bản là nó cũng đã nổ rồi đó. Em cũng vệ sinh cơ bản rồi đó. Về lắp lắp xích rồi can chỉnh lại. Rồi. Rồi 320 nha. Mấy con này nó tầm ba mấy ly. Công suất nó tầm 32-33cc. Cắt mini mà người, cắt gia đình mà. Nó đâu có cần phải to đâu. To nó nặng. Làm. Đầu máy này 1,2 triệu nha.